Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Thần Nóng Lazada. Hôm nay thì mình có mua được con vịt súp lơ xanh. Hôm nay mình sẽ làm thử món vịt nướng kiểu của mình nhá. Rồi, đây mình có mua được 106.000 con vịt, nhưng mà được khuyến mại cả cái gói nội có gì đây, mề 28.000, thành ra mua gói này hết có 80 thôi, 80 một cân gần một cân vịt anh ạ, chung là cũng không rẻ lắm, ngoài như bán 77.000 cân thì sao, 80.000 cân, nói chung là mua về ăn thử, mình cũng chưa ăn thử cái vịt này người ta bán hay ăn được không, đây của nó đang bán là 98.000 một cân nhá, mà đang sale anh ạ. 98.000 một cân, sale còn có cái này thực ra của chị còn hết, thực ra đấy là 78.000 anh ạ, cũng tầm 70, nói chung là cũng được. Bây giờ mình sẽ thử chế biến nó xem ăn nhá, mình sẽ nướng với cái sốt này, sốt này mình có hai gói sốt, sốt này ngày trước mình hay ăn rồi, chúng ta làm thử cái sốt này xem ăn không, ok. Sơ chế này, cắt đi ra. Thua con vịt tại gói mề. Gói đạn. Gói này có cả gan, cả đại khái như của nó luôn hay sao? Chả biết phải không? Nhưng ra cái này gà, cái này của gà. Rồi, bây giờ sẽ cái này mình sẽ xem nó có cái gì ở bóc ra nhé. Để ta dám ăn dính rồi. Mẹ ông dính này. Mình thực sự mình chưa ăn vịt kiểu này bao giờ đâu. Xem có ngon không? Món mới. Ồ, thịt của nó siêu lạc rồi. Nó ra xem. Chưa ăn rồi vịt kiểu mua ở Top Mart này bây giờ. Hai lần túi nhá. Ăn hết thế nào được cả con này. Rồi, có 100.000 là được, xem mình có cái gì này. Người ta chặt đều phết anh em. Đây, của nó cũng lạc lắm. Nhưng mà cũng có da nhá. Có cánh kìa. Ủa, cả khúc này là khúc đùi, không có đầu. Không có đầu anh em ạ. Khả năng là mình sẽ ăn một nửa thôi, chứ còn nhiều nó không ăn hết rồi. Không ăn hết rồi. Sẽ để ra một cái, mình sẽ để ra đây chặt một ít cái kiện ăn cánh đi, cẳng này, đó rẻ đấy. Ăn không hết rồi. Đấy. Không hết thật đi. Đây, ăn từng ngày vậy. Chúng ta mình chia đều ra thành hai bữa cũng được. Đây. Mình là cái này. Cái này sẽ để cất đi, nó có ở bún ẩm này. Rồi. Cái này khả năng mình sẽ rửa qua chút nhé. Cười phết đây nè. Được. Mình sẽ nướng kèm luôn với cái gói này anh ạ. Đây, không biết là nó cho cái gì đây. Khuyến mại này. 28.000 cái bộ. Chúng có lòng về chứ gì đó. Mình tập ra nhá. Đúng kèm với cái này. Có cả gan thế nào đấy. Có bộ gan. Tim gan mề. Đây có hai bộ gan.
hai bộ về. Có muối này, người ta bắt muối đấy nha. Tan về mình sẽ có muối. Cái vịt này khả năng mình sẽ trần qua một tí cho nó mỡ ấy ạ. Mềm bỏ muối nhé. Mình sẽ luộc trước cái gan xong mình mới bắt đầu mình ướp gia vị nhá, để cho nó hết mùi hôi. Ở đây mình vịt chứ. Rồi mình cho thêm ít gừng nhá. Rồi, sau mình sẽ thả vịt vào trần. Mình sẽ luộc qua một chút nhé, để cho nó đỡ hôi. Rồi, sôi rồi. Mình không còn luộc chín đâu, chỉ cần trần qua để cho nó gọi là ra mất cái mỡ đi. Và mình sẽ rửa lại nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tẩm ướt nhé. Sẽ dùng cái gói sốt này. Mình sẽ cho gia vị. Lên đủ thịt vừa no, một ít dầu hào, trộn đều lên nhé.
Đấy. Cái này quan trọng á, không có tỏi nó không lên mùi được đâu. Mình tẩm ớt được 20 phút rồi. Bây giờ sẽ tiến hành nướng nhé. Sẽ nướng khoảng 150 độ. Nướng 7 phút một lần. Rồi, sau 7 phút mình sẽ đảo lại nhá. Thì nó cũng khá chín rồi. Điều này để cho nó nướng tiếp 7 phút nữa. Rồi, sau 7 phút nữa là thường mình đã nướng được 15 phút rồi. Rồi, thì cũng bắt đầu cháy rồi. Đúng 7 phút nữa nhá. Rồi, mình nướng thêm 7 phút nữa là 73, 21 phút rồi nhá. Bạn xem này. Vịt này. Đấy. Nó đã ngà ngà cháy rồi. Rất là đẹp đúng không? Mình vẫn nướng thêm 7 phút nữa nhá. Sẽ là 28 phút. Thực ra như này đã ăn được rồi đấy. Nhưng mà muốn nó kiểu như nó chín, giòn ra hơn đấy. Thì mình sẽ... Đây, quả sau 21 phút này thì là cũng ăn dưới chứ, là mình sẽ thêm một chút nữa nhá. Đó, thêm tí nữa. Rồi, mình vừa nướng thêm tầm 7 phút nữa là 28 phút rồi nhé, gần nửa tiếng rồi. Xem vịt biết thế nào, ăn được không. Tầm này là chín rồi đây anh em. Đây, cháy tỏi này ngon nữa. Ôi trời ơi, tầm này là căng đét rồi. Khả năng mình sẽ cái này ăn được rồi. Thơm lắm. Rồi, như vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình đã thử làm món vịt nướng theo kiểu của thần hóng xem như nào. Đây, cho anh em xem thử miếng cánh này. Rất là thơm. Đây, miếng này da ấy, nó cũng khô vào rồi. Tại mình chiên không dầu ấy, đây cái miếng này vẫn còn da này. Đó. Thơm lắm. Cái sốt mình mua ấy thì cái sốt đấy, đây cái miếng này miếng gan này. Rồi, nó lành cái đạp. Thôi, có lẽ mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá. Một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip. Và thấy video hay vì nghĩa các bạn nhớ like, chắc là ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo. Cái này ăn dọn cơm ăn thôi.